Mình đã thanh toán cho HD Sison trước hạn nhưng đến hạn vẫn bị đòi nợ, gọi tổng đài thì bảo chưa nhận được, trong khi biên lai cũng đã gửi rồi vẫn chưa ok. Thì sự là cái trường hợp này nó rất là nhạy cảm, bởi vì khách hàng cũng là người thanh toán rồi nhưng mà bên ngân hàng lại chưa nhận được cái khoản thanh toán của khách hàng. Trường hợp này nó thường là như vậy nè mọi người, khi mà bên ngân hàng người ta chưa nhận được tiền, và chắc chắn người ta chưa nhận được tiền thì người ta mới liên hệ khách hàng, chứ không thể nào mà nhận được tiền rồi mà liên hệ khách hàng và làm phiền khách hàng, ảnh hưởng tới cái gọi là trải nghiệm của khách hàng, nó rất là không tốt để xảy ra những trường hợp như vậy. Cái có thể là trong cái quá trình mình chuyển khoản, có thể mình bị lỗi mạng, bị lỗi internet, bị ngắt internet hay là như thế nào đó thì giao dịch nó vẫn chưa có hoàn thiện, hoặc là có thể mình bị chuyển sai số tài khoản, hoặc là mình có thể chuyển đúng số tài khoản nhưng mà lại thiếu cái số hợp đồng, hoặc là không thiếu số hợp đồng thì lại sai số hợp đồng. Có nhiều khách hàng lại không để ý, có nghĩa là khi mà mình chuyển cái số hợp đồng á phải ghi cái số hợp đồng đúng 100% nhưng mà lại ghi lỡ là sai một số, hay là thiếu một số, hay dư một số, hay là lộn sang ngầu gì đó. Tại vì đôi khi mình cũng không để ý những cái trường hợp như vậy. Thì đối với những trường hợp như vậy, nếu mà bạn trực tiếp luôn thì bạn có thể nhắn tin vào Facebook của Ngọc. À, cái nội dung cái thứ nhất là biến động số dư lúc mà bạn chuyển khoản bị trừ tiền. Cái thứ hai là cái giao dịch thành công bạn chuyển khoản, và xem thử cái nội dung ở trong đó là cái gì. Khi mà Ngọc nhận được những thông tin này, Ngọc sẽ gửi về cho công ty và công ty sẽ giải quyết cho mình. Và Ngọc cũng có thể kiểm tra được cái giao dịch đó như thế nào, có đúng hay không. Tại vì nhiều khách hàng đó mọi người chuyển rất là đúng ngày, sớm hạn nhưng mà không lớn số hợp đồng, hoặc là sai số hợp đồng, dư số hợp đồng, thiếu số hợp đồng. Những cái trường hợp như vậy thì yên tâm là nếu mà có những cái giao dịch đó và bị trừ tiền, mà tiền bên công ty đã nhận nhưng mà nó không biết đẩy vào cái số hợp đồng nào cho đúng, thì chắc chắn tiền nó vẫn nằm ở đó và cũng sẽ có hướng giải quyết, hướng xử lý cho khách hàng từ cái ngày khách hàng thanh toán. Nên đó, em cứ bình tĩnh, nhắn tin trực tiếp cho anh. Nếu mà không nhắn tin cho anh thì có thể gọi tổng đài 1900 558 854 và chụp cái giao dịch, là thứ nhất là giao dịch thành công, thứ hai là biến động số dư của cái tài khoản bị trừ tiền, thì chắc chắn bên công ty họ cũng sẽ có những cái hướng giải quyết rất là êm đẹp chứ không có gì cả. Và chắc chắn bên công ty người ta cũng sẽ không có vu khống hoặc là có vô cớ mà khi mà đã nhận được tiền lại đi gọi điện cho khách hàng hoặc làm phiền khách hàng như vậy đâu. Cảm ơn cưng.